Vào lúc 10 giờ 50 phút sáng ngày 19 tháng 8, đã xảy ra một vụ nổ tại xưởng sản xuất pháo hoa Tư Nguyên tại thôn Tạo Kiều, huyện Miêu Lật. Theo thông tin được biết, vụ nổ xảy ra tại kho số 23 trong khu vực xưởng, khiến hai người bị thương, trong đó một lao động người Thái Lan và một lao động người Indonesia. Theo người dân gần đó cho biết, khi sự cố xảy ra, họ nghe thấy tiếng nổ rất lớn, sau đó nhìn thấy khói trắng bốc lên ngùn ngụt. Cục phòng cháy chữa cháy huyện Miêu Lật cho biết, hiện trường bốc cháy có diện tích khoảng 50m2. Sau khi cứu được hai nạn nhân đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, cả hai đều bị bỏng, trong đó lao động người Indonesia thì chỉ bị sái chân, nhưng lao động người Thái Lan thì bị thương khá nặng, do phát nổ khiến toàn thân và mặt của nạn nhân đều bị bỏng, da bị chóc và ửng đỏ, 32% cơ thể bị bỏng cấp độ 2, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Mưa nhiều ngày liên tục khiến tuyến đường núi số 81 ở huyện Nam Đầu bị lún sụt, gây độ chênh lệch cao thấp giữa các đoạn đường tới khoảng 2 tầng lầu, khiến người dân vô cùng lo lắng. Đất đá vẫn tiếp tục đổ xuống, cộng thêm mưa to liên tiếp nhiều ngày khiến sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Do nền đường ở sườn núi bị trôi, khiến cho 3 khúc đường bị sạt lở, nơi nghiêm trọng nhất chênh lệch độ cao tới gần 7-8 mét. Đây là trục đường chính kết nối thôn Trường Phong thuộc xã Quốc Tính, huyện Nam Đầu với bên ngoài, nên sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ không thể vận chuyển nông sản, người dân địa phương còn lo ngại tình trạng mưa lớn sẽ tăng hàm lượng nước khiến đất bị mềm, và do sự chèn ép từ phía trên sẽ khiến mặt đường rạn nứt nghiêm trọng hơn. Khi nền đường bị rỗng có khả năng xảy ra sạt lở đất đá hoặc hiện tượng rời núi bất cứ lúc nào. Chính quyền địa phương đã treo biển cảnh báo và phong tỏa đường. Ước tính có hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, buộc phải đi đường vòng mất hàng tiếng đồng hồ. Ngoài việc khẩn trương quy hoạch hai tuyến đường thay thế, chính quyền cũng sẽ gia cố sườn núi nhằm đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong khu vực này. Cuối tháng trước, một nam thanh niên người Đài Bắc bị nhiễm bệnh sởi từ Việt Nam và đã truyền bệnh cho người nhà sau khi về tới Đài Loan. Hiện có thông tin cho biết, một hành khách đi cùng chuyến bay hôm đó cũng bị lây nhiễm. Điều đáng nói là ca nhiễm bệnh đầu tiên gây lây nhiễm cho 4 nhân viên y tế khi đến bệnh viện Ca Thay khám bệnh, nâng tổng số trường hợp bị lây nhiễm lên tới 7 người. Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh cho biết, do ca nhiễm sởi đầu tiên vốn mắc bệnh tự miễn, lại sử dụng thuốc có chứa steroid, nên sau khi nhiễm sởi lượng virus tăng cao, khả năng truyền nhiễm cũng mạnh hơn. Nên mặc dù đa số nhân viên y tế đều đã được tiêm vaccine phòng bệnh sởi, nhưng vẫn có 4 nhân viên y tế bị lây nhiễm. Hiện họ đều đang được cách ly tại nhà. Bệnh viện Ca Thay cũng tiến hành điều chỉnh luồng di chuyển tại phòng khám cấp cứu và tăng cường công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm. Theo Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch bệnh, hiện đã và sẽ tiến hành theo dõi tình hình sức khỏe cho tới ngày 6 tháng 9 đối với tổng cộng 1.981 người từng tiếp xúc trong vụ lây nhiễm tập thể lần này. Tính đến thời điểm này, năm nay Đài Loan đã có 119 ca mắc bệnh sởi, trong đó có 72 ca lây nhiễm từ trong nước và 47 ca bị lây nhiễm từ nước ngoài vào, mà chủ yếu là lây nhiễm từ các nước Đông Nam Á. Người dân nếu có tới các quốc gia thuộc vùng dịch, hãy tự trả tiền để tiêm một mũi vaccine giảm thiểu khả năng bị lây nhiễm sởi. Ca sốt xuất huyết bản địa đầu tiên được phát hiện tại Đài Bắc là một nam thanh niên khoảng tầm 30 tuổi. Ngày 15 tháng 8 xuất hiện các triệu chứng như sốt cao và đau nhức toàn thân. Lần thứ hai đi khám mới được xác định là nhiễm bệnh. Bệnh nhân này gần đây không xuất ngoại, phạm vi hoạt động chủ yếu là tại khu Đại An, thành phố Đài Bắc. Trong khoảng thời gian ủ bệnh 14 ngày, bệnh nhân này đã từng đến Đài Nam, Cảng Hưng Đạt ở Cao Hùng, chợ đêm ở cổng chùa Cơ Long và Kiều Phần. Nhưng cũng cần thời gian để điều tra nơi nhiễm bệnh. Khu vực phường Kiến An của khu Đại An cũng khởi động các biện pháp ứng biến khẩn cấp, tiến hành phun xịt thuốc và tiêu diệt ấu trùng muỗi. Theo thống kê, tính đến ngày 17 tháng 8, năm nay đã có 74 ca nhiễm sốt xuất huyết bản địa, nhiều nhất là Cao Hùng với 51 ca, Đài Nam 19 ca, Tân Bắc 2 ca, Đào Viên và Đài Bắc mỗi nơi 1 ca. Ngoài ra, có 314 ca nhiễm bệnh từ nước ngoài đưa vào, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.